Thưa quý vị và các bạn, trong những bản tin tài chính kinh doanh trước thì chúng tôi đã đưa tin về việc một nhân viên tại Hải Phòng được giới thiệu là đại diện cho công ty bán hàng đa cấp liên kết sản xuất thương mại Việt Nam, gọi tắt là Liên Kết Việt, đã có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng khi giới thiệu công ty này trực thuộc Bộ Quốc phòng, một điều hoàn toàn sai sự thật theo khẳng định của Bộ Quốc phòng. Khoan chưa bàn đến câu chuyện mạo danh cơ quan nhà nước để trục lợi, trong quá trình điều tra về hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này tại Hải Phòng thì nhóm phóng viên đã phát hiện ra không ít sai phạm. Theo quy định, một công ty bán hàng đa cấp muốn kinh doanh tại địa phương thì cần được sự xác nhận bằng văn bản từ Sở Công Thương của tỉnh đó. Theo văn bản này, Sở Công Thương Hải Phòng xác nhận hoạt động đa cấp của công ty Liên Kết Việt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Tuy nhiên, không ít hợp đồng bán hàng đa cấp đã được ký trước khi được xác nhận, như hợp đồng này ký vào ngày 22 tháng 6, tức là ký trước ngày được phép hoạt động tại Hải Phòng gần một tháng. Rõ ràng là cấp phép ở một ngày, nhưng trước đó hàng tháng anh đã có hoạt động kinh doanh rồi thì quá trình hoạt động kinh doanh trước đó là vi phạm pháp luật. Không chỉ có thế, Sở Công Thương Hải Phòng chỉ xác nhận Liên Kết Việt bán hàng đa cấp tại huyện Thủy Nguyên, trong khi trên thực tế Liên Kết Việt còn hoạt động tại một cơ sở khác tại Hải Phòng là 260 Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Như vậy, kể từ ngày khai trương vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 đến nay, cơ sở Văn Cao đã hoạt động không phép hơn một năm trời. Địa điểm 260 Văn Cao, quận Ngô Quyền thì Sở Công Thương Hải Phòng chưa nhận được cái thông báo của doanh nghiệp tại bán hàng tại cái địa điểm này. Doanh nghiệp chưa thông báo hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nhưng đã có hoạt động thì cái đấy là sai phạm. Chưa dừng lại ở đó, trong công văn gửi Sở Công Thương Hải Phòng, Liên Kết Việt chỉ thông báo bán duy nhất một sản phẩm là máy khử độc ozone. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp này lại bán cả thực phẩm chức năng. Các sản phẩm của Liên Kết Việt: tâm nhung đông trùng hạ thảo, thứ ba là dưỡng cốt vương và cuối cùng là bổ não vương. Chỉ đăng ký một nơi nhưng hoạt động ở hai nơi. Chỉ đăng ký bán một sản phẩm nhưng lại bán 2-3 loại sản phẩm khác. Ký hợp đồng bán hàng đa cấp với khách hàng khi chưa được xác nhận hoạt động đa cấp tại tỉnh. Những hoạt động sai quy định này đang khiến không ít người dân đã ký hợp đồng đa cấp với Liên Kết Việt như đang ngồi trên đống lửa. Không biết bản hợp đồng của mình có bị vô hiệu hay không và quyền lợi của mình sẽ được đảm bảo như thế nào? Những câu hỏi nhức nhối này đang chờ lời đáp từ các cơ quan chức năng.